Đây là một tiệm nướng vi bê phong cách Đà Lạt giữa lòng Sài Gòn. Lần trước mình đi buổi tối khá là đông nên hôm nay mình tranh thủ đi sớm review cho mọi người xem ở đây có gì nha. Mình thật sự rất bất ngờ vì ngay giữa trung tâm quận 3 nhộn nhịp lại có một quán nấp hẻm với không gian xanh mát bình yên nhẹ nhàng. Ở đây có những chiếc bàn ghế gỗ là mình nhớ Đà Lạt ghê. Nhớ gì nhớ, hôm nay phải lấp đầy chiếc bụng đói này. Nên mình đi ba người mà gọi nguyên một bàn đồ ăn siêu ngon luôn. Mẹt gà tre nướng mật mía, cơm nhồi ống nứa, set bình yên, gỏi xoài, khô cá mai, bò một nắng nhà Bình, lẩu gà hầm sả. Đây là set nướng mình recommend các bạn khi tới quán nha. Mình không thể tin được là cái set này chỉ có giá 359.000. Quá là chất lượng luôn. Bò tảng ha, dễ sườn bò ha, nậm nướng đi kèm là một đĩa kim chi. Tất cả chỉ có 359.000. Với set bò khá chất lượng, những miếng bò siêu to và dày, bên ngoài có một lớp mỡ và bên trong có những đường gân nhỏ bao trọn thớ thịt. Bạn nhớ gọi sốt trứng muối ăn cho tròn vị nha. Điều mình thích ở quán là bếp nướng không khói, khi nướng lên bò chín đều mọng nước và ăn không bị khô. Nhìn hai anh bạn của mình ăn mà giờ vẫn thấy thèm. Với gỏi xoài, khô cá mai và một nắng nhà mình, bạn nhớ lay rai với bia nha. Ghiền đó. 1, 2, 3. Vô nào anh em ơi. Ở đây có rất nhiều loại nước chấm. Bạn quẹo lựa tìm cho mình loại nước chấm ưng ý nha. Đậu sống thì miễn phí không giới hạn. Thích chưa? Thích chưa? Mẹt gà tre này làm cho mình thèm thuồng khi edit clip này. Một mẹt gà siêu chất lượng chỉ có 279.000. Gà ở đây nêm nếm đậm vị kết hợp với mật mía khi nướng lên gia vị hòa quyện từng thớ thịt gà và rất mềm không bị khô cứng, ăn kết hợp với cơm ống nước cuốn lắm. Kết sổ bạn nhớ gọi nồi lẩu gà hầm sả này để giải bớt mùi rượu bia nha. Lẩu cay nhẹ với rất nhiều gà và rau nóng, nước ngọt thanh tròn vị. Chần chừ gì nữa, lưu lại ngay địa chỉ này anh em ơi. Tiệm nướng nhà Bình, 20/4 Kỳ Đồng, phường 9, quận 3.